Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay, Trang xin gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cách Sinh Tồn ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký của tác giả 8 tháng Vini. Truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không cung đấu, có độ dài 84 chương, trích nguồn tại Đông Doanh In Love 94. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện, like, share video để giúp kênh có thêm lượt đề xuất. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay mỗi ngày. Donate cho Chan qua các hình thức đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 33: Gặm tình nhân trong thâm cung. Kiến Ninh thầm nghĩ, trách không được, đêm nay lão nương hết mí mắt trái nháy lại đến mí mắt phải nháy. Thì ra, có người ở đây chửi thầm ta. Nàng ngồi dựa vào chân tường, hung tợn chửi bới người xa lạ bên trong kia. Mà đúng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có người, liền theo bản năng quay đầu lại, đã thấy một cái bóng vọt qua tường, chậm rãi đi về phía mình. Kiến Ninh kinh hãi đứng bật dậy, nương theo ánh trăng và ngọn đèn mờ ảo ở hành lang, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ, người mới tới chính là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Kiến Ninh cả kinh hạ giọng nói, Mộc Mộc, sao ngươi lại tới đây? Mộc Kiếm Bình cũng học theo nàng, nhỏ giọng trả lời, ta thấy ngươi đi ra ngoài, nên cũng đi theo. Công chúa, ngươi đang làm gì ở đây? Nơi này không phải là Từ Ninh Cung sao? Kiến Ninh phát hiện mắt của tiểu quận chúa trong bóng đêm nhìn rất tốt, thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, may mắn ta phát hiện kịp thời, nàng vẫn còn chưa nghe được cái gì. Kiến Ninh đang định lừa tiểu quận chúa trở về thì lại nghe thấy giọng nói của Thái Hậu vang lên. Được rồi, ngươi thích nói thế nào thì nói. Dù sao cũng không thay đổi được sự thực là hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Chuyện đã tới nước này, không bằng hiện giờ chúng ta lập tức xử lý tiểu thái giám kia. Thanh âm xa lạ nói, người rốt cuộc cũng quyết định xuống tay rồi, như vậy rất tốt. Thái Hậu nói, không phải ta không muốn xuống tay, nhưng mà, vậy việc này, người làm hay là ta làm đấy? Thanh âm kia liền nói, người là Thái Hậu, chuyện nhỏ như vậy sao dám để người lo liệu chứ? Tất nhiên sẽ là ta làm. Thái Hậu ảm đạm cười, ngươi lại sợ ta buông tha cho tiểu thái giám kia phải không? Được rồi, mau đi đi, giết hắn xong thì nhớ xóa hết dấu vết, còn thứ kia nếu tìm được thì công lao thuộc về ngươi. Người nọ nói, ngươi cũng rất hào phóng đấy. Được rồi, ta đi đây. Mộc Kiếm Bình hai mắt trợn tròn, nghe cái hiểu cái không. Kiến Ninh ra dấu bảo nàng im lặng, sau đó kéo tay tiểu quận chúa rón rén bước đi, trốn đằng sau một cây cột to. Sau đó, cửa phòng Thái Hậu kẽo kẹt mở ra, một người xuất hiện. Người này nhìn trái nhìn phải không thấy ai, mới mau chóng rời khỏi Từ Ninh Cung. Kiến Ninh nấp sau cột thò đầu ra nhìn, chỉ thấy người kia vừa lùn vừa béo, ăn mặc quần áo của cung nữ, liền thầm nghĩ. Ta thường ngày rất hay tới nơi này, nhưng chưa từng thấy một cung nữ nào xấu như vậy. Cho nên, nàng ta hẳn chính là người của Thần Long Giáo. Đáng hận, nàng ta lại biết được thân phận thực của ta. Hừ, người này quả là một trái bom hẹn giờ. Tốt nhất ta nên sớm nghĩ cách loại bỏ. Đang nghĩ tới đây thì Mộc Kiếm Bình bỗng thì thầm nói, công chúa, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kiến Ninh đặt tay lên miệng tiểu quận chúa mắng, nhỏ giọng xuống, ta cũng không rõ lắm, hình như là tiểu thái giám nào đó mắc tội, đắc tội với Thái Hậu. Nói xong nàng lại bỏ tay ra. Mộc Kiếm Bình nói, tiểu thái giám kia thật đáng thương, chẳng phải cung nữ đó một hai đòi giết hắn bằng được sao? Kiến Ninh nói, chúng ta đừng quản nhiều chuyện như vậy, trước mắt mau rời khỏi nơi này đã, vạn nhất bị cung nữ kia phát hiện ra giết người diệt khẩu thì sao? Tiểu quận chúa bị dọa liền sợ hãi, vậy đi thôi. Kiến Ninh cùng tiểu quận chúa rón ra rón rén bước ra, vừa định đi ra xa khỏi tẩm cung của Thái Hậu thì đã nghe thấy người bên trong ho khan một tiếng nói, nếu đã đến rồi thì lén la lén lút làm gì, còn không mau đi vào. Kiến Ninh kinh hãi, còn tiểu quận chúa thì nói, a, chúng ta bị phát hiện rồi sao? Kiến Ninh cáu, người còn nói nữa. Rồi vội vã suy nghĩ không biết nên dùng lời lẽ gì để giải thích lý do mình ở đây. Mà trong khi nàng còn bối rối băn khoăn như vậy, lại nghe thấy một thanh âm của nam nhân vang lên. Ai lén lút chứ, ta chẳng qua là mới tới thôi. Mắt của Kiến Ninh trợn trừng, vội vàng kéo một kiếm bình ngồi xổm xuống góc tường. Hai người họ vừa rồi bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, lúc này đồng thời quay qua nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng kêu to, nguy hiểm thật.
Tiểu quận chúa nhìn Kiến Ninh cực kỳ khó hiểu chuyện tại sao nửa đêm hôm khuya khoắt lại có tiếng nam nhân ở trong cung của Thái Hậu, nhưng nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ đành dùng đôi mắt trông mong nhìn Kiến Ninh. Kiến Ninh nhìn chằm chằm nàng một lát, rồi ghé vào tai tiểu quận chúa thì thào, "Mộc Mộc, mau bịt tai lại." Tiểu quận chúa ngẩn ngơ hỏi, "Vì sao?" Kiến Ninh nói, "Bởi vì nếu ngươi nghe được điều bọn họ nói thì sẽ rất nguy hiểm, mau bịt tai lại đi." Tiểu quận chúa ngờ vực, "Thật vậy ư? Nhưng mà..." Kiến Ninh nói, "Ngươi có nghe lời ta không? Nếu không nghe, sau này ra ngoài cung ta sẽ không mang theo ngươi nữa." Tiểu quận chúa vội vàng nói, "Được được, ngươi phải mang ta đi đó, ta nghe ngươi mà." Sau đó lập tức đưa tay lên bịt hai tai lại, nhưng Kiến Ninh vẫn chưa an tâm, vì vậy lại dùng tay nàng ép chặt tay của tiểu quận chúa, đến tận khi xác định tiểu quận chúa không nghe thấy gì mới thôi. Sau đó, Kiến Ninh bò về phía tường trong phòng, cẩn thận dùng ngón tay chọc ra một lỗ nhỏ trên cửa sổ, đủ để cho mắt nàng có thể nhìn rõ bên trong. Lần này trong phòng vẫn là một cung nữ, người này quay lưng về phía nàng mà nói chuyện với Thái Hậu. Thái Hậu nhìn cung nữ kia nói, "Người dọn dẹp bên ngoài sạch rồi chứ, lúc bước vào có để lộ dấu vết gì không? Ngàn vạn lần đừng để manh mối cho người ta nhận ra." Kiến Ninh lắng tai nghe, rõ ràng nghe thấy người cung nữ kia nói giọng nam. "Người sợ cái gì? Dù sao đây cũng có phải lần đầu ta vào cung đâu. Người sợ ta để lộ hành tung, sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao?" Thái Hậu nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Ta chẳng qua chỉ quan tâm an toàn của ngươi mà thôi." Cung nữ kia lại nói, "Quan tâm ta hay là quan tâm ngươi, trong lòng ngươi rõ nhất." Thái Hậu nói, "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo tam quốc, nói xiên nói xẹo đâu. Mọi người cùng ở trên một chiếc thuyền, vậy mà ngươi cứ luôn châm chọc khiêu khích là sao?" Cung nữ kia hử lạnh, "Ta muốn nói gì ngươi biết rõ nhất mà. Đúng rồi, Liễu Yến đâu?" Lúc nói tới đây, người kia bỗng nhiên xoay người lại. Kiến Ninh nhìn thấy mặt người nọ nhất thời sợ tới mức ngồi không vững, suýt nữa thì đã hét lên thành tiếng. May mà kịp thời bịt chặt miệng lại. Thì ra, cung nữ này là đàn ông đóng giả. Lúc hắn quay lại để lộ ra xương gò má góc cạnh rõ ràng, mắt thì lồi, miệng thì sứt, xấu đến mức không thể chấp nhận nổi. Phối với bộ tóc giả trên đầu và bộ quần áo cung nữ màu hồng nhạt, quả thực là ghê tởm kinh dị. Kiến Ninh vỗ vỗ ngực thầm nghĩ, cái tên nhân yêu chết tiệt, xấu như vậy đừng có giả gái. Hành động của ngươi như vậy khiến người ta nghĩ ngươi là đang cố ý trả thù xã hội đó. Thái Hậu chậm rãi nói, nàng quyết giết tiểu quế tử, vừa đi rồi. Cung nữ cả kinh nói, nàng đi giết tiểu quế tử, cái tên tiểu thái giám viết quá nhiều kia. Thái Hậu đáp, đúng vậy. Cung nữ lại nói, tại sao nàng ta bỗng nhiên lại đích thân ra tay? Thái Hậu khó chịu nhíu mày nhưng vẫn cố nén mà giải thích. Nàng ta chất vấn ta, vì sao không giết tiểu quế tử, sau đó cũng không thèm nghe ta giải thích đã nói tiểu quế tử là họa lớn cần diệt ngay. Thật ra ta biết, nàng ta vội vã đi giết hắn như vậy cũng chẳng phải vì bảo vệ bí mật của chúng ta, mà chẳng qua là muốn xem tiểu quế tử có giữ kinh thư không mà thôi. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn tranh công trước mặt giáo chủ. Vị nam cung nữ nhíu mày, khuôn mặt vốn đã khó coi lại càng thêm vặn vẹo, khiến Kiến Ninh muốn nôn mà không dám. Hắn nói, ta nhớ ngươi đã sai Thụy Đống đi giết tiểu quế tử rồi cơ mà. Thái Hậu đáp, đúng vậy, nhưng Thụy Đống sau đó lại vô duyên vô cớ mất tích luôn. Nam nhân hử lạnh, Thụy Đống võ công cao cường như vậy, tên tiểu quế tử nhất định không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại vô cùng trung thành với ngươi, rốt cuộc tại sao hắn mất tích ngươi lại không biết sao? Thái Hậu nghe được thì cả giận quá to, Đặng Bình Nam, ngươi nghi ngờ ta? Đặng Bình Nam nói, không dám, ta chỉ cảm thấy khó hiểu, muốn nghe ngươi giải thích mà thôi. Thái Hậu đáp, ngươi nói y như Liễu Yến, hai người các ngươi đã thương lượng trước hay sao? Đặng Bình Nam nói, chúng ta thương lượng thì đã sao? Ngươi nói như vậy là có thật giật mình à? Thái Hậu tức giận nhưng lại không dám hoàn toàn trở mặt liền nói, ngươi ngay không sợ chết đứng, ta giải thích các ngươi không tin cũng được. Tương lai gặp giáo chủ, ta nhất định sẽ làm rõ thị phi để xem giáo chủ định đoạt như thế nào. Giáo chủ anh minh, nếu ta có ý phản bội, giáo chủ nhất định sẽ không tha. Đặng Bình Nam lúc này mới nói, người biết vậy là tốt. Đúng rồi, Liễu Yến đi lâu chưa? Sao còn chưa thấy về? Thái Hậu thấy hắn tạm thời bỏ qua chuyện kia, liền nói, theo lý thuyết, giết một tiểu thái giám không mất thời gian như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay sao? Đặng Bình Nam nói, tiểu thái giám kia ở đâu? Ta sẽ đi xem. Thái Hậu nói, ta biết, nhưng để phòng có chuyện bất thường, chúng ta cùng đi thôi. Đặng Bình Nam
Thấy nàng sốt ruột như thế liền nói, được. Kiến Ninh một lần nữa quay về chỗ cây cột, thấy Mộc Kiếm Bình vẫn đang ngoan ngoãn ngồi xổm vịt tai thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Một lát sau, cửa phòng Thái Hậu lại mở, Thái Hậu và Đặng Bình Nam cùng bước ra, đi về phía phòng của tứ gia. Trái tim của Kiến Ninh đập bùm bùm trong lồng ngực, nàng thầm nghĩ, chết rồi, một Liệu Yến võ công cao cường lão tứ chưa chắc đã đấu nổi, nếu như ba con hổ cùng tấn công, lão tứ chỉ còn nước chết mà thôi. Ái nha, nếu lần này lão tứ thoát chết thì không hay ho, chính là ta rồi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền kéo Mộc Kiếm Bình vào phòng của Thái Hậu. Mộc Kiếm Bình lúc này mới bỏ tay ra ngơ ngác hỏi, công chúa, chúng ta tới đây làm gì? À, mấy người vừa rồi đâu rồi, sao lại không thấy nữa? Kiến Ninh cũng không để ý tới tiểu quận chúa, chỉ nói, người ra ngoài canh cửa đi, nếu thấy có người tới thì kêu ta một tiếng. Mộc Kiếm Bình bị nàng đuổi ra ngoài liền gật đầu đáp ứng. Kiến Ninh vọt tới giường của Thái Hậu, ngẩng đầu nhìn rèm màn bay bay, thầm nghĩ tới một chuyện không hay khiến nàng chùn tay lại. Nhưng do dự một lát, cuối cùng Kiến Ninh vẫn quyết định thò tay xuống giường Thái Hậu, sờ tới sờ lui, một lúc đã động tới cơ quan. Mở ra, quả nhiên thấy hai bản kinh thư đặt ở bên trong. Nàng mừng rỡ không thôi, lập tức lấy kinh thư ra giấu vào trong ngực, lại trải giường như cũ. Đúng lúc này Mộc Kiếm Bình nói, công chúa, hình như có người tới. Kiến Ninh hoảng sợ thầm nghĩ, động tác của ta đã nhanh như vậy rồi, chẳng lẽ số trời đã định, muốn trốn cũng không thoát hay sao? Tới cũng quá nhanh đi. Không kịp nghĩ nhiều, Kiến Ninh lập tức kéo Mộc Kiếm Bình vào phòng, một lần nữa mở cửa tủ ra sau đó chui vào trong. Mộc Kiến Bình thấy vậy cũng làm theo. Hai người vừa mới trốn xong, người bên ngoài đã bước vào. Bên tai nghe được thanh âm đồ vật bị lục lọi, Kiến Ninh nơm nớp lo sợ thầm nghĩ, chết rồi. Hiện giờ người ở bên ngoài hẳn là cái cô cung nữ gì gì đó của triều Minh rồi. Sau đó thì sao nhỉ? Thái Hậu và Đặng Bình Nam đánh nhau với nàng ta sao? Thái Hậu có bị thương không? Ta chỉ nhớ vì Tiểu Bảo nhân lúc này đâm Thái Hậu một đao. Nhưng mà lần này vì Tiểu Bảo sống chết không rõ, còn ta lại ở vị trí của hắn. Sớm biết như vậy thì đã không chui vào đây. Bây giờ phải làm sao đây? Còn nữa, lão tứ không biết sao rồi. Chẳng lẽ lần này mạng hắn thật sự đi tong à? Kiến Ninh tuy rằng sớm biết hướng đi của chuyện, nhưng hiện giờ bởi vì một vài nhân vật đã thay đổi, ví dụ như vốn người phải ở đây giờ này đâm Thái Hậu một đao là Vi Tiểu Bảo, nhưng giờ này Vi Tiểu Bảo lại biến thành lão tứ, mà kẻ thế chân hắn ở đây lại chính là Kiến Ninh nàng. Chương 34: Mẹ con đấu ác nam. Bóng người kia chui vào phòng của Thái Hậu, lật tung đồ vật trong phòng, giống như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Kiến Ninh trốn trong tủ như kiến bò chảo nóng, cảm thấy chính mình đã như bị mắc vào lưới nhện của số phận. Chỉ cần một chút không cẩn thận thôi là sẽ mất mạng như chơi. Người nọ tìm tới tìm lui, mãi không chịu bỏ đi, khiến Kiến Ninh vừa sốt ruột vừa sợ hãi, chỉ muốn nhảy ra hô hoán thị vệ. Hiểm nỗi bản thân nàng là công chúa, nếu như người kia thực sự là Đào Cung Nga, liệu có khi nào nổi lên sát ý lập tức giết nàng hay không? Cái này cũng thật là, động cũng chết, bất động cũng chết, phải làm sao đây? Kiến Ninh sầu não không thôi, hai tay nắm chặt lại, mà tiểu quận chúa lại kéo kéo ống tay áo của Kiến Ninh nhỏ giọng nói, công chúa, vì sao chúng ta phải trốn trong tủ? Trong phòng vốn đang yên lặng như tờ, tuy tiểu quận chúa nhỏ giọng hết sức, nhưng Đào Cung Nga là người luyện võ lâu năm, làm sao lại không nghe thấy được? Vì thế nàng ta lập tức biến sắc, quay người hướng về phía âm thanh. Kiến Ninh biết bây giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa, chỉ có thể không ngừng cổ vũ bản thân. Thôi, nếu không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp gió đông. Chẳng lẽ ta còn phải sợ hay sao? Chết thì chết đi. Nàng vừa định nhảy ra lại nghe bên ngoài có tiếng nói, rốt cuộc là tại sao? Thanh âm này chính là giọng nói của Thái Hậu. Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới. Thái Hậu không ngờ lại trở về nhanh như vậy. Kiến Ninh sợ đến suýt ngạt thở. Vận số của nàng thật sự tệ đến thế sao? Đào Cung Nga hiển nhiên cũng nghe được tiếng quát, liền dừng bước chân lại. Mà ngoài cửa, Thái Hậu vừa dứt lời lại vang lên thanh âm của nam nhân. Phòng của tiểu thái giám kia sao lại có nhiều thị vệ như vậy? Người xem, Liệu Yến đã chết rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì chứ? Người kia vừa nói vừa thở dốc, mười phần chính là tên Đặng Bình Nam giả cung nữ kia. Giờ phút này Đào Cung Nga vội vàng trốn vào sau bức rèm ở góc phòng. Giọng nói của Thái Hậu và Đặng Bình Nam không to, nhưng Kiến Ninh ở bên trong ngăn tủ vẫn nghe được rõ ràng. Nàng vừa mừng vừa sợ, trong lòng bất an nghĩ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão tứ không những không chết mà còn giết được Liệu Yến sao? Nghe lời của Đặng Bình Nam thì hình như lão tứ đã có sớm chuẩn bị. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Liệu Yến kia liệu có khai gì với lão tứ không? À Di Đà Phật, ông trời ơi, xin người phù hộ cho con.
Lại nghĩ tới bản thân còn chưa thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Kiến Ninh liền tạm thời vứt chuyện của tứ gia sang một bên, tập trung tinh thần nghe ngóng. Thái hậu nói, ta làm sao mà biết được, ta đã sớm nhắc nhở Liễu Yến không nên hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tiểu thái giám kia quỷ kế khó lường, ai biết hắn giở trò gì chứ? Đặng Bình Nam nói, người thật không biết. Thị vệ trong cung rốt cuộc nhận lệnh điều động của ai mà tới đó hả? Còn giết chết Liễu Yến nữa, ngươi không thấy chuyện này rất kỳ quặc sao? Thái hậu không ngờ đi tới phòng của tứ gia lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy. Bà ta vốn đang hoang mang lo sợ, lại nghe Đặng Bình Nam có ý chất vấn nghi ngờ, nhất thời lửa giận bốc cao quát to. Ngươi lại có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nói ta là cố ý hại chết Liễu Yến sao? Làm như vậy ta có lợi gì chứ? Đặng Bình Nam nói, người tất nhiên làm vậy là vì sợ nàng ta tranh công của mình, hoặc giả nàng đã phát hiện ra bí mật gì đó mà ngươi không muốn người khác biết, vì vậy ngươi mới muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ lại không đúng hay sao? Thái hậu cả giận nói, ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, vu oan giá họa cho ta. Chúng ta đều phụng mệnh làm việc, vốn phải đồng lòng nhất trí, tại sao các ngươi lúc nào cũng chỉ trích ta? Chẳng lẽ bởi vì xưa nay ta nhún nhường các ngươi quá nhiều, cho nên các ngươi được thế lấn tới à? Kiến Ninh ở trong tủ nghe được thì âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, các ngươi đừng có nói nữa, cẩn thận lộ ra xuất thân của lão nương bây giờ. Đến lúc đó lão nương có muốn bám đuổi hoàng đế ca ca cũng không kịp nữa đâu. Để đánh động cho bọn họ, Kiến Ninh rất quả quyết đập ngăn tủ một phát. Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù Thái hậu phát hiện Kiến Ninh ở trong ngăn tủ thì sao chứ? Có lẽ bà cũng sẽ không nỡ xuống tay với nàng đâu. Kiến Ninh quyết định đi nước cờ này chính là muốn xem tình cảm của Thái hậu dành cho nàng đến đâu. Quả nhiên, khi nghe được tiếng vang trong tủ, Thái hậu và Đặng Bình Nam đồng thời im bặt. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tủ. Thái hậu quát to, kẻ nào to gan như vậy, còn không mau bước ra đây cho ta. Trong khi bà nói thì Đặng Bình Nam tiến gần về phía tủ. Kiến Ninh ngồi trong nhìn thấy, vừa chuẩn bị chui ra, bỗng Đào Công Nga từ sau rèm đột ngột nhảy tới tấn công Đặng Bình Nam. Thái hậu thấy vậy, liền tưởng rằng khi nãy bà nghe nhầm trong tủ có tiếng động, lập tức muốn xông lên giúp Đặng Bình Nam giết Đào Công Nga. Mà Kiến Ninh ở bên trong ngăn tủ trông ra chứng kiến cảnh đó, vội vàng đẩy tủ nhảy ra ngoài. Thái hậu vạn lần không ngờ lại gặp Kiến Ninh lúc này, vì thế ngạc nhiên kêu lên, Kiến Ninh! Kiến Ninh nhìn lướt qua trận chiến giữa Đặng Bình Nam và Đào Công Nga, mở miệng nói, mẫu hậu! Mà Mộc Kiếm Bình lúc này cũng mới chui ra, đứng phía sau Kiến Ninh. Thái hậu thấy Mộc Kiếm Bình ăn mặc quần áo cung nữ, liền không để ý tới nàng ta nữa, vội vã hỏi con, Kiến Ninh, sao ngươi lại ở đây? Giờ phút này bà vẫn nghĩ Kiến Ninh chẳng qua là quá ham chơi, cho nên mới lén trốn ở Tử Ninh Cung mà thôi. Kiến Ninh nghe bà hỏi vậy cắn răng nói, mẫu hậu, trước đừng nói gì, giết hắn. Nàng nói xong liền hung tợn nhìn về phía Đặng Bình Nam. Thái hậu nằm mơ cũng không dự đoán được Kiến Ninh sẽ nói ra lời này, cho nên phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi không thôi. Nhưng sau khi ngẫm ra lý do Kiến Ninh muốn diệt Đặng Bình Nam xong, bên trong kinh hoàng lại pha thêm phần do dự. Thái hậu, Liễu Yến, Đặng Bình Nam, ba người đều là người của Thần Long Giáo, nhận lệnh ẩn núp trong cung tìm kinh thư. Không ngờ, Liễu Yến và Đặng Bình Nam lại luôn bắt tay nhau chỉ trích bà, khiến Thái hậu từ lâu đã khó chịu với hai người họ. Huống hồ Liễu Yến lại biết được chuyện Kiến Ninh là kết tinh của bà và xấu đầu đà, cho nên khi thấy nàng ta chết, Thái hậu tuy rằng khiếp sợ nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng. Mà Đặng Bình Nam thấy Liễu Yến đã chết, lập tức liền nghi ngờ Thái hậu cố ý hợp tác với tứ gia giết người diệt khẩu. Vì chuyện này mà cả đường về, hắn chửi rủa Thái hậu không thôi. Đối với Kiến Ninh mà nói, so với tên nhân yêu chết tiệt Đặng Bình Nam thì Đào Công Nga cũng chỉ là râu ria mà thôi. Bởi mục đích của Đào Công Nga, nàng nắm rất rõ, và ta chỉ muốn tứ thập nhị trương kinh, không phải là muốn giết nàng. Còn Đặng Bình Nam thì khác, hắn dường như đã nghi ngờ thân thế của nàng, lại vô lễ với Thái hậu như vậy, chuyện phận bội cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu lúc này để hắn sống, e chính là hậu họa về sau. Kiến Ninh trong lúc mấu chốt này lập tức đã có quyết định, mà nghe nàng nói vậy, bên này Thái hậu còn đang do dự, bên kia Đặng Bình Nam đã quát to, Mao Đông Châu! Thì ra tất cả đều là mưu kế của ngươi. Quả nhiên là ngươi giết. Thái hậu quá đỗi sợ hãi, theo bản năng muốn giải thích. Kiến Ninh bước lên một bước, nắm tay tiểu quận chúa kéo tới trước mặt Thái hậu cố ý nói. Đông Châu, ngươi không cần sợ tên nhân yêu xấu xí này. Ban đêm hắn dám đột nhập từ Ninh Cung, ý đồ gây rối đã lộ rõ. Ngươi mau mau hiệp trợ vị cung nữ nghĩa hiệp này, giết chết hắn cho ta. Tiểu quận chúa khờ dại ngây thơ, không biết Kiến Ninh đang dùng chiêu trộm mận đổi đào. Thấy nàng đột nhiên gọi mình là Đông Châu thì ngẩn ra, không biết nên trả lời hay không.
mà Thái hậu thì lại lọc lõi già đời. Mao Đồng Châu vốn là tên của bà. Cái tên này Đặng Bình Nam biết, nhưng cung nữ đang đánh nhau với hắn lại không biết. Thấy Kiến Ninh nói vậy, bà liền hiểu ra, nàng nhận định đã biết gì đó, cho nên mới để tiểu quận chúa mạo danh thế thân Mao Đông Châu. Đào Công Ngà lúc thấy Kiến Ninh và tiểu quận chúa xuất hiện đã e sợ, lại nghe Kiến Ninh xưng là công chúa thì càng dè dặt hơn. Bà định đánh Đặng Bình Nam lui lại một chút rồi tìm đường chạy thoát thân. Ngờ đâu công chúa lại nói như thế, rõ ràng đã hiểu nhầm mình chính là cung nữ trong cung. Vì vậy trong lòng bà không khỏi vô cùng an tâm, tập trung ác chiến với Đặng Bình Nam. Đặng Bình Nam thấy Kiến Ninh che giấu cho Thái hậu càng giận dữ hơn. Trong số ba người thần Long Giáo ở đây, hắn chính là kẻ có võ công cao cường nhất. Vì thế Đặng Bình Nam lập tức một chưởng đánh lui Đào Công Nga, sau đó xông thẳng tới chỗ Thái hậu. Thái hậu nhìn Kiến Ninh, chần chừ do dự không quyết. Kiến Ninh liền nói, mẫu hậu không thể nhân từ, nếu như hắn không chết thì chúng ta sẽ phải chết. Thái hậu nghe vậy lập tức quát, tới! Sau đó tung người chặn Đặng Bình Nam. Kiến Ninh lại kêu lên, lão cung nữ, người vất vả rồi, mau bắt tên nhân yêu này lại, bản công chúa sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Đào Công Ngà nhất thời hỗn loạn không hiểu gì hết. Ban đầu bà vốn nghĩ tên nam nhân giả cung nữ này là tình nhân của Thái hậu, mà Thái hậu là người không biết võ, cho nên mới lập tức tấn công Đặng Bình Nam. Nhưng bây giờ thấy Thái hậu lại giao đấu kịch liệt với Đặng Bình Nam, thì Đào Công Ngà ngạc nhiên không sao tả nổi. Bà không rõ lúc này nên lao vào đánh hay nhân cơ hội mà rút lui. Đặng Bình Nam võ công cao cường, Đào Công Nga vừa rồi so chiêu với hắn tất nhiên là biết rõ, vì vậy liền lập tức quyết định lui bước. Kiến Ninh thấy Đào Công Nga như vậy, lại thấy Thái hậu đánh không lại Đặng Bình Nam, trong lòng nghĩ rất nhanh rồi hô to. Nhân yêu, trong áo người rốt cuộc có cái gì vậy? Sách sao? Tại sao phải che che giấu giấu? Đào Công Nga vừa nghe thấy sách, sắc mặt liền thay đổi. Vốn đang lùi lại thì lập tức chuyển thế tấn công. Thái hậu tập trung toàn lực chống Đặng Bình Nam, hoàn toàn không để ý tới Kiến Ninh nói gì. Ngược lại, Đặng Bình Nam lại nghe rất rõ ràng, tức giận giống lên. Còn tiểu tiện nhân kia, người lại dám... Đặng Bình Nam còn chưa kịp thốt ra nói hiu nói vượn, thì Kiến Ninh đã nổi giận bởi ba chữ tiểu tiện nhân. Nó gợi nàng nhớ lại tiếng nghiệt chủng ban nãy của Liễu Yến. Nàng rút chùy thủ trong giày ra, cắn răng nói... Cái tên yêu nhân thối tha nhà ngươi, giả đàn bà. Hứ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hôm nay bản công chúa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Nói xong, Kiến Ninh liền vỗ vai tiểu quận chúa nhỏ giọng nói, Mộc Mộc, chúng ta hôm nay xong kiếm hận bích, giết chết tên nhân yêu này. Tiểu quận chúa thấy Đặng Bình Nam ra chiều uy mãnh, diện mạo lại dữ tợn, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng thấy Kiến Ninh nói vậy thì nàng cảm thấy vững tâm hơn nhiều, liền đáp, vâng, công chúa. Rồi lập tức bận công. Lập tức cục diện bây giờ biến thành Đào Công Nga và Thái hậu áp sát tấn công Đặng Bình Nam, mà Kiến Ninh và Mộc Kiếm Bình lại đứng ở một bên như hổ rình mồi. Đặng Bình Nam thấy thì lo sợ không thôi, thầm nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Ngờ đâu nôn nóng dễ hỏng việc, hắn vô tình để lộ ra một sơ hở nhỏ, nhất thời bị Đào Công Nga một chưởng đánh trúng sống lưng. Đào Công Nga đánh Đặng Bình Nam bị thương xong liền kêu to, đem đồ giấu trên người ngươi giao ra đây. Mà Thái hậu thấy Đặng Bình Nam đã rơi xuống thế hạ phong, cũng không chần chờ gì nữa, vung chân lên đạp mạnh vào đầu hắn. Đặng Bình Nam vội vàng lui lại tới chỗ của Kiến Ninh và Mộc Kiếm Bình. Kiến Ninh chẳng qua chỉ là kẻ mệnh môn, lúc này thấy kẻ xấu tới gần vội sợ hãi hô to, Mộc Mộc, mau điểm huyệt hắn đi. Mộc Kiếm Bình không kịp nghĩ nhiều nói, được, rồi đưa tay định điểm huyệt Đặng Bình Nam. Đặng Bình Nam gặp nguy không loạn, nhưng người túm lấy tay của Mộc Mộc ấn một cái, chỉ nghe tiếng xương răng rắc kêu lên. Tiểu quận chúa kinh nghiệm giang hồ còn thấp, làm sao có thể là đối thủ của Đặng Bình Nam, bị đau đến nỗi chảy nước mắt. Đặng Bình Nam trừng mắt nhìn Kiến Ninh quát, tiểu tiện nhân, lão tử tiễn ngươi một chưởng xuống địa ngục. Kiến Ninh thấy hắn hung lên, khuôn mặt càng xấu xí hơn thì sợ hãi đến tận cùng, không ngừng lùi lại mấy bước. Thái hậu thấy con gái yêu gặp nạn vội vàng xông tới cứu, mà Đào Công Nga cũng tung một chưởng đánh tới ngực của Đặng Bình Nam. Đặng Bình Nam né đi Thái hậu, vung một chưởng cản lại chưởng của Đào Công Nga, lại thuận thế xông tới chụp lấy bà. Đào Công Nga thấy cổ họng như bị chọc thủng, liền biết bản thân đã bị nội thương nặng, vì thế nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Đặng Bình Nam thấy bớt đi một đối thủ, lại hận Kiến Ninh thủ đoạn xấu xa, liền muốn quay lại giết nàng. Mà dự đoán được điều đó, Thái hậu không để tâm đến an nguy của bản thân, vội xông lên tiếp chiêu của Đặng Bình Nam. Giờ phút này Kiến Ninh đứng ở sau lưng Đặng Bình Nam, còn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng, cố hết sức cắn chặt môi,
Rốt cuộc cầm chùy thủ trong tay đâm thẳng xuống. Chùy thủ này chính là đồ nàng lấy của tiểu quế tử, nguồn gốc sâu xa thì chính là bảo bối của Ngao Bái, sắc bén không thôi, chém sắc như chém bùn. Vì thế mà tuy kiếm ninh không phải đâm rất mạnh, nhưng chùy thủ vẫn xuyên qua lồng ngực của Đặng Bình Nam. Thái hậu thấy thế, nhanh như chớp vỗ ba trưởng lên người Đặng Bình Nam, hóa cốt miên trưởng vô cùng lợi hại. Đặng Bình Nam trước sau đều bị thương nặng, máu từ trong miệng không ngừng trào ra. Thân mình hắn run rẩy một lát rồi ngã xuống đất. Chương 35. Công hiệu của hóa thi phấn. Đặng Bình Nam vừa ngã xuống, Thái hậu liền quay người lại, ôm lấy Kiến Ninh hỏi. Kiến Ninh, người có sao không? Kiến Ninh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm máu tươi của Đặng Bình Nam ướt đẫm cánh tay mình, cả người cũng run run. Thái hậu hỏi lại, có bị thương ở đâu không? Kiến Ninh dùng sức cắn đầu lưỡi, cố nén cảm giác khó chịu muốn nôn mửa trong lòng nói. Mẫu hậu, con không sao. Thái hậu đặt tay lên xem mạch của Kiến Ninh, thấy con gái quả thực chỉ là bị kinh hãi quá độ, liền an ủi. Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngồi một lúc lâu, Kiến Ninh mới lấy lại được tinh thần. Nàng hít sâu một hơi nói, mẫu hậu, người định xử lý cái xác này thế nào? Thái hậu khi nãy liều chết quấn lấy Đặng Bình Nam cũng bị hắn vỗ cho hai trưởng. Bây giờ bà ta bị trọng thương nặng. Nhưng để Kiến Ninh khỏi lo, vẫn cố gắng nói, không sao, mẫu hậu lo được. Kiến Ninh thấy bà nói năng run rẩy, sắc mặt lại trắng bệch, liền biết Thái hậu bị thương không nhẹ. Nàng vội dìu bà ta lên giường, sau đó quay đầu lại, nhìn tiểu quận chúa ôm cổ tay đang giấm dứt khóc. Kiến Ninh hô, Mộc Mộc, người lại đây. Tiểu quận chúa rụt rè lại gần, nhỏ tiếng gọi, công chúa, người kia rất ác độc, ta sợ. Mộc Kiếm Bình còn không dám nói to, mắt lại dán vào Đặng Bình Nam, tựa hồ sợ người kia sẽ bật dậy. Kiến Ninh thấy tiểu quận chúa như vậy thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, liền nói, không sao, hắn hẳn là chết rồi, người tay đau lắm sao? Tiểu quận chúa đáp, đúng vậy, rất đau. Kiến Ninh cúi đầu nhìn, đã thấy cổ tay của Mộc Kiếm Bình sưng to đỏ ửng, không khỏi hoảng sợ. Mộc Mộc, người cố chịu đựng, ta sẽ gọi thái y tới xem bệnh cho ngươi. Thái hậu ở trên giường liền nói, để ta xem nào. Kiến Ninh lo sợ Thái hậu định giết người diệt khẩu vội nói, mẫu hậu, Mộc Mộc là cung nữ trung thành của con. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, chần chừ rồi nói, ta biết rồi, người cứ yên tâm. Kiến Ninh nhìn Thái hậu, lại nhìn tiểu quận chúa, cuối cùng hơi gật đầu. Thái hậu nắm tay Mộc Kiếm Bình, hơi vận lực, vặn một cái khiến tiểu quận chúa đau đến hét lên. Sau đó bà chậm rãi nói, ta đã bẻ lại khớp xương cho nàng ta, lát nữa gọi thái y đến xem đi. Kiến Ninh lúc này mới yên tâm, thấy tiểu quận chúa nước mắt lã chã lại một lần nữa an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì nữa rồi, một lát nữa sẽ không sao, ngươi nhịn một chút. Tiểu quận chúa khuôn mặt đẫm nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Kiến Ninh nhìn xác Đặng Bình Nam trên mặt đất, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu lưu lại cái xác chết này, không chừng sẽ có người phát hiện ra hắn là nam nhân. Không được, nếu để như vậy, thanh danh của Thái hậu sẽ mất hết. Nàng vừa nghĩ tới đây, đã nghe Thái hậu nói, Kiến Ninh, sao hôm nay con lại tới đây? Kiến Ninh nghe mà lòng run lên, nghĩ tới nghĩ lùi mới nói, đêm nay Kiến Ninh ngủ không được, cứ mơ thấy ác mộng suốt, mơ thấy Thái hậu người... Kiến Ninh sợ hãi, mới mang Mộc Mộc tới xem. Không ngờ trong phòng mẫu hậu không có ai, sau đó lại có một cung nữ lạ mặt bước vào. Kiến Ninh thấy mặt bà ta đằng đằng sát khí cho nên sợ hãi, mới kéo Mộc Mộc trốn trong tủ. Nàng giải thích nghe qua rất hợp tình hợp lý. Thái hậu nghĩ nghĩ một lát nói, như vậy, sao khi nãy ta cứ có cảm giác còn biết bà ta? Kiến Ninh đáp, con làm sao mà quen bà ta được? Con chỉ là thấy người này võ công cao cường nên mới muốn mượn sức mà thôi. Thái hậu nói, như vậy, người kia... Bà liếc mắt nhìn về phía xác Đặng Bình Nam. Kiến Ninh tỏ vẻ tức giận nói, hắn sao? Con vừa nhìn đã biết hắn là kẻ xấu rồi, dám vô lễ với mẫu hậu làm con tức chết đi mất. Chỉ hận không thể từ trong ngăn tủ nhảy ra một đao đâm chết. Thái hậu nghe Kiến Ninh nói vậy thì chậm rãi gật đầu. Thì ra là vậy. Nhưng nghĩ tới hành động kéo tiểu quận chúa khi Đặng Bình Nam gọi Mao Đông Châu, hay lúc cố ý vu cho Đặng Bình Nam giấu sách trong ngực, Thái hậu không khỏi cảm thấy nghi hoặc không thôi. Chỉ là bà không tiện trực tiếp hỏi, hơn nữa nghĩ tới tính tình bốc đồng của đứa con thân sinh, có lẽ thực sự là trùng hợp quá mức thôi. Kiến Ninh thấy Thái hậu không hỏi nữa, liền mở miệng nói, mẫu hậu, con vừa rồi nghe thấy người xấu kia cứ nhắc tới tiểu thái giám gì đó, tiểu thái giám nào vậy ạ?
Thái hậu ngẩn ra một lát, rốt cuộc nói, người không cần biết, dù sao người xấu cũng đã chết rồi, mẫu hậu cũng sẽ không bị hắn o ép nữa. Kiến Ninh lại nói, mẫu hậu không sao là tốt rồi, hắn nói chuyện với mẫu hậu quá đáng như vậy, chết trăm ngàn lần cũng không trả hết tội. Thái hậu gật đầu, con ngoan, chẳng qua, ai. Kiến Ninh thấy Thái hậu vẫn âu sầu liền nói ngay, chẳng qua người xấu là nam nhân phải không ạ? Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, nửa đêm ở trong tẩm cung của Thái hậu là tối kỵ, còn sợ vừa rồi ầm ĩ như vậy, bọn thị vệ bên ngoài cũng đã nghe thấy, nếu đến tai hoàng đế ca ca, cái này thận không biết giải thích thế nào. Quả nhiên, Thái hậu cũng chính là đang lo lắng việc này. Bà cau mày gật đầu, Kiến Ninh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết đoán nói, mẫu hậu, người không cần lo lắng, con đã có cách. Thái hậu nghi ngờ nhìn Kiến Ninh, lại nghe nàng nói, mẫu hậu, lát nữa nếu thị vệ có tới, người đừng cho bọn hắn vào, mọi chuyện chờ con quay lại rồi nói sau. Thái hậu tuy rằng không biết con gái định làm gì, nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng. Kiến Ninh lẻn ra khỏi Từ Ninh Cung, kéo Tử Quận Chúa chạy như bay về Khôn Ninh Cung. Dọc đường đi quả nhiên nàng thấy không ít thị vệ đang chạy tới. Vốn dĩ đánh nhau trong Từ Ninh Cung thì không ai biết, nhưng lúc nào cung Nga bỏ chạy lại gây ầm ĩ quá lớn. Về đến Khôn Ninh Cung, Kiến Ninh vội đem cái thùng hôm trước lấy từ chỗ tứ ra ra, lục lục loại loại một lát, rốt cuộc cầm một cái bình nhỏ lên. Bình dáng thon dài, làm từ gốm trắng, trên thân vẽ một vòng tròn, bên dưới là một dấu X. Tiểu quận chúa đứng một bên xoa xoa cổ tay thấy thế liền hỏi, công chúa, cái đó để làm gì? Kiến Ninh thấy một kiếm bình tò mò trong lòng lại thầm nghĩ, chuyện này ta cũng không thể để nàng chứng kiến được. Vì vậy Kiến Ninh liền nói, Mộc Mộc, người bị thương rồi, không cần đi cùng ta nữa, cứ nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ sớm quay lại thôi. Tiểu quận chúa nói, à, người lại định đi đâu? Kiến Ninh nói, cái tên nhân yêu kia xấu xí như vậy, ta sợ nhỡ hắn có màn pháp sống lại thì sao? Không được, ta phải đi nhìn một cái để chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ có thể làm chúng ta sợ hãi được nữa. Tiểu quận chúa khi nãy bị Đặng Bình Nam làm cho kinh hãi không thôi liền nói, được được, người mau đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé. Kiến Ninh nói, ta biết rồi, nhưng người cũng phải hứa không được lén đi theo ta, được không? Tiểu quận chúa ngoan ngoãn gật đầu. Kiến Ninh ra khỏi Khôn Ninh Cung, lại cắm đầu chạy như điên đến Tử Kinh Cung. Thị vệ trên đường đi, thấy công chúa thì vội vàng tránh ra cho nàng đi, cũng không dám có chút ngăn cản nào. Tới Từ Ninh Cung, thấy bên ngoài không có người. Kiến Ninh liền đoán Thái hậu hẳn đã cho cung nữ thái giám lui xuống hết. Nàng dựa vào cửa nhỏ giọng gọi, mẫu hậu. Bên trong vang lên hai tiếng ho khan rồi Thái hậu mới nói, Kiến Ninh đang ở bên ngoài sao? Kiến Ninh đáp, vâng. Sau đó nàng mở cửa bước vào phòng, đã thấy Thái hậu vẻ mặt khiếp sợ ngồi nhìn xác chết của Đặng Bình Nam. Kiến Ninh nói, Thái hậu, người nhìn hắn làm gì? Tên yêu nhân này đã chết rồi. Thái hậu trả lời, ai, không có gì. Mẫu hậu, con mang đồ tốt đến rồi, người cứ yên tâm đi. Mang theo cái gì? Mẫu hậu, người lùi lại đi, không phải sợ. Thái hậu nghe vậy liền lùi lại vài bước. Kiến Ninh mở nắp bình ra, rắc một ít bột phấn trắng trong bình lên xác của Đặng Bình Nam. Chỉ thấy máu tươi thấm vào lớp bột trắng, sau đó vang lên tiếng xèo xèo, da thịt trên người Đặng Bình Nam dần dần biến mất, ngay cả quần áo cũng biến thành một bãi nước vàng. Trong tay Kiến Ninh chính là hóa thi phấn lợi hại của Hải Đại Phú. Còn nhớ sau khi vơ vét tài sản của tứ gia trở về, nàng cũng không rõ trong đống chai lọ cái nào dùng để cứu người, cái nào dùng để giết người. May mắn là Kiến Ninh công chúa vốn nổi tiếng tùy hứng, không chuyện ác nào không làm, cho nên Kiến Ninh dễ thở hơn rất nhiều. Chỉ cần đi sai đám thái giám bắt chuột về cho nàng thí nghiệm mà thôi. Quá trình thí nghiệm gian khổ một lời khó nói hết. Tóm lại là con chuột bạch đụng phải hóa thi phấn kia chết thật sự rất thảm. Vì thế Kiến Ninh mới vung bút lên, vẽ xuống một vòng tròn với dấu X. Chính là thể hiện đầu lâu xương chéo, tuyệt đỉnh độc dược. Dấu hiệu này đừng nói là trong cung, cho dù tính cả nhân sĩ giang hồ cũng chỉ có một mình nàng hiểu được ý nghĩa của nó. Kiến Ninh không phải không biết hóa thi phấn lợi hại thế nào, nhưng cũng không tránh khỏi sợ hãi, lập tức lùi lại mấy bước, dùng tay áo che miệng. Thái hậu trợ mắt nhìn Đặng Bình Nam đang từ một cái xác nguyên vẹn hóa thành một bãi nước vàng, không khỏi hoảng hốt. Kiến Ninh, người lấy cái này ở đâu ra? Kiến Ninh tất nhiên không thể khai ra nàng lấy của tứ gia, cho nên liền nói, Thái hậu, thật ra Kiến Ninh đã gạt người. Thái hậu càng kinh hãi, tim đập bình bịch. Gạt ta chuyện gì?
Kiến Ninh đáp. Lần trước Kiến Ninh trốn ra khỏi cung, sau đó mới mua một ít thứ cổ quái này. Thái hậu tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy không có gì không đúng, vì vậy nhẹ nhàng thở ra nói, đứa nhỏ này sao lại không có quy củ như thế chứ, mấy thứ này mà ngươi cũng dám mua. Trong tình thế cấp bách, bà cũng không kịp nghĩ xem tại sao ở ngoài cung lại có bán thứ độc dược nguy hiểm thế này, hơn nữa lại còn tùy tiện bán cho một người lạ mặt. Kiến Ninh nói, mẫu hậu, người cũng biết con thích mấy thứ ly kỳ cổ quái mà, chẳng phải lúc này rất hữu dụng hay sao? Hoàng đế ca ca lần đó cũng trách mắng con rồi. Đúng rồi, mẫu hậu, con vừa rồi chạy tới thị vệ đều nhìn thấy, e rằng đã sớm bẩm báo lại với hoàng đế ca ca. Mẫu hậu, e là hoàng đế ca ca cũng sắp tới đây rồi. Thái hậu nói, ta đã biết. Vậy phải làm sao đây? Khi nãy, tổng quản thị vệ Đa Long có dẫn người tới hỏi, ta đã nói không có chuyện gì, bảo bọn họ lui xuống rồi. Nếu hoàng thượng tới, như vậy cứ nói là có một cung nữ định ám sát ta, được không? Kiến Ninh gật đầu, con cũng nghĩ như vậy. Nếu nói ra tình hình thực tế thì hoàng đế ca ca nhất định sẽ lo lắng lắm. Chi bằng chúng ta cứ nói thích khách bị phát hiện, chưa kịp ra tay đã sợ hãi bỏ trốn luôn. Thái hậu nói, đúng vậy. Kiến Ninh đỡ Thái hậu nằm lên giường, lại nói thêm, may mắn là người không có chuyện gì, nếu như người gặp nạn, Kiến Ninh thật sự không biết phải sống thế nào đây. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái, trong lòng hơi hơi chua xót. Thái hậu biết người có hiếu, đêm nay người cũng mệt rồi. Kiến Ninh nói, Kiến Ninh chỉ biết làm loạn khiến Thái hậu không vui, là người rất tốt với con mới không trách mắng. Thái hậu nhìn nàng yêu chiều nói, ta sao có thể trách ngươi. Ai, người những năm qua. Lúc bà nói tới đây, mắt đã ươn ướt. Kiến Ninh nhìn thấy thì xúc động vô cùng, chậm rãi ôm lấy Thái hậu nói, mẫu hậu. Đúng lúc này bên ngoài có người hô to, hoàng thượng giá lâm. Thái hậu hơi run rẩy một chút, mà Kiến Ninh thì chậm rãi buông tay, quy củ đứng sang một bên. Khang Hy vội vàng bước vào, hơi thoáng giật mình khi nhìn thấy Kiến Ninh đã ở đây, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thần thiết bước về phía Thái hậu. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu, chậm nghe nói thích khách tới đây, Thái hậu có bị sợ hãi không ạ? Người vẫn mạnh khỏe chứ? Kiến Ninh liếc mắt nhìn Khang Hy, thấy hắn lo lắng vô cùng, hơi hơi an tâm. Nhưng bỗng nhiên nàng nhận ra có điều không ổn, theo trực giác quay đầu lại, liền thấy tứ gia đang đi sau Khang Hy. Người này hơi hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt nàng. Dưới ánh nến mờ ảo, cả hai đều không rõ tâm tư đối phương, rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì. Chương 36, Thám tử mật báo. Nghe Khang Hy hỏi, Thái hậu liền nói, là ta kinh động hoàng thượng rồi sao? Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Ban nãy ta cũng nói với thị vệ là không sao rồi. Hoàng thượng ban ngày bận rộn, ban đêm còn bị ta quấy nhiễu. Như vậy bản cung chắc phải mắc tội với tiên đế ư? Khang Hy vội nói, Thái hậu sao lại nói như vậy? Để Thái hậu bị kinh hách là lỗi của trẫm. Xin Thái hậu đừng lo lắng cho trẫm thế này, nhi thần không dám nhận đâu. Thái hậu nói, xưa nay ngươi có hiếu với bản cung ra sao? Sao bản cung lại không rõ? Cho nên ta cũng quan tâm ngươi mà. Khang Hy lộ ra vẻ mặt cảm kích kêu, Thái hậu. Thái hậu gật gật đầu còn nói thêm, người cứ an tâm, tuy rằng gần đây trong cung liên tiếp xảy ra chuyện, nhưng cũng chỉ là chút chuyện còn con mà thôi. Đêm này thích khách giả trang cung nữ định ám hại ta, cũng may bọn thị vệ phát giác sớm, khiến thích khách không có cơ hội hành động. Nhưng ta cảm thấy nhất định không chỉ có một người, có khi nào không biết những nơi khác trong cung. Khang Hy đáp, vừa rồi tiểu quế tử cũng suýt bị một nữ thích khách giết chết, may mắn là thị vệ phát hiện kịp thời, đã giết người kia rồi. Thái hậu cau mày, chuyển mắt nhìn tứ gia đang đứng sau lưng Khang Hy hỏi, vậy sao, tiểu quế tử cũng gặp thích khách ư? Tứ gia nghe hỏi liền kính cẩn đáp, hồi bẩm Thái hậu, quả thực là vậy, cũng là một tên thích khách giả dạng cung nữ, may mắn là bọn thị vệ tuần tra tới kịp lúc mới khống chế được bà ta. Thái hậu yên tâm, những người khác không ai bị thương ạ. Thái hậu thở dài một hơi nói, có thể thấy hoàng thượng hồng phúc tể thiên, liên tiếp hai lần thích khách ám sát đều bị thất bại. Hoàng thượng, người yên tâm rồi chứ? Khang Hy nói, tuy là như vậy, nhưng để Thái hậu bị kinh sợ, trẫm trong lòng vô cùng áy náy. Thái hậu cúi đầu cười nhạt, con người không ai hoàn mỹ được, huống chi một chút quấy nhiễu đó đối với bản cung cũng không sao. Bản cung thực sự vui mừng vì người gặp thích khách không phải là hoàng thượng. Khang Hy rất cảm động. Hắn vốn định nói nữa, nhưng đế vương sao có thể để cảm xúc lấn át lý trí được.
Vì thế ánh mắt của hắn liền xoay qua chỗ Kiến Ninh. Kiến Ninh, tại sao muội cũng ở đây? Thái hậu nói, còn không phải là cũng giống ngươi sao? Nghe tin bản cung gặp thích khách, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nhà đầu này ấy mà, càng ngày càng không có quy củ. Hoàng thượng, người phải thay bản cung giáo huấn con bé một chút. Khang Hy nói, Kiến Ninh cũng giống như Nhi Thần, đều là sốt ruột lo lắng cho Thái hậu mà thôi. Nhi Thần sao có thể vì chuyện này mà giáo huấn nàng được? Thái hậu cười cười, Hoàng thượng, bản cung mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Nếu không còn chuyện gì nữa, người cũng mau về nghỉ đi. Khang Hy cũng không dám tiếp tục quấy rầy, cúi đầu hành lễ. Nhi Thần tuân mệnh. Sau đó hắn quay sang nói với Kiến Ninh. Kiến Ninh, Thái hậu muốn nghỉ ngơi, ngươi cùng trẫm ra ngoài, trẫm sẽ đưa ngươi về Khôn Ninh Cung. Kiến Ninh gật đầu đáp ứng nói với Thái hậu, Mẫu hậu, vậy con đi cùng Hoàng đế ca ca đây. Thái hậu liếc mắt nhìn nàng một cái nói, đi đi, nhớ rõ không được chạy lung tung. Kiến Ninh gật đầu rồi lập tức đi theo Khang Hy. Hai người nọ đi ra khỏi Từ Ninh Cung nhưng lại không bước về phía Khôn Ninh Cung. Kiến Ninh thấy Khang Hy không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng bước đi càng lúc càng nhanh. Không khỏi cố gắng chạy theo, nàng lại nhìn tứ ra, thấy người kia ánh mắt nhìn thẳng tắp, không chút để ý tới mình. Gió đêm hơi se lạnh, nàng vẫn còn mặc áo ngủ mỏng manh, cho nên không khỏi lạnh run người. Mà đúng lúc này, Khang Hy lại ngừng bước. Kiến Ninh đột nhiên nghe Khang Hy hỏi, lạnh sao? Kiến Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt Khang Hy rồi gật gật đầu. Hoàng đế ca ca, người định đi đâu? Khang Hy nhìn nàng một lát cũng không trả lời. Hai tay hắn vốn đang chắp sau lưng, giờ phút này lại chậm rãi vươn tới nắm lấy hai tay của Kiến Ninh. Cứ như vậy, hắn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, buông một bàn tay ra, tiếp tục chắp ở sau lưng. Khang Hy nắm tay chậm chậm dẫn Kiến Ninh đi. Kiến Ninh đi một lát mới nhận ra đường này là đường tới Cản Thanh Cung, chính là tổng cung của Khang Hy. Nàng ngoan ngoãn bước vào trong, mà tứ gia và đám thái giám cũng theo vào. Đến tận lúc này Khang Hy mới ngừng hẳn bước chân, buông lỏng tay ra. Kiến Ninh thấy Khang Hy có chút khác thường, trong lòng không khỏi ngừng tính toán. Chẳng lẽ Liệu Yến trước khi chết đã khai gì đó với tứ gia rồi sao? Nếu vậy hành động khi nãy của Khang Hy là diễn trò. Không, không đúng, ánh mắt của hắn khi nãy trông rất thật. Chỉ là hắn vô duyên vô cớ kéo ta đến Cản Thanh Cung làm cái gì chứ? Trong lúc miên man suy nghĩ, ánh mắt của Kiến Ninh không tự chủ liền bay về chỗ tứ gia. Nàng nhận ra tứ gia hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nàng một cái. Kiến Ninh ngẩn ra, trong nháy mắt chỉ hận không thể chạy lại túm cổ áo tứ gia mà chất vấn xem rốt cuộc hắn đã biết cái gì rồi. Nhưng rất nhanh, tứ gia lại cúi đầu xuống, phảng phất như thứ Kiến Ninh vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhìn hắn như thế này, Kiến Ninh bỗng nhiên nghĩ tới một câu, chó cắn người là chó không sủa. Đột nhiên nàng nghĩ tới một điều, đúng rồi, ta thật là hồ đồ. Nếu Liệu Yến có khai gì đó trước khi chết, đại khái cũng chỉ nói mình tới để giết Tiểu Quế Tử là do Thái hậu sai khiến mà thôi. Hoặc giả là nàng ta đi tìm Thụy Đống hay Tứ Thất Nhị Trương Kinh, tóm lại chả có liên quan gì, lại đi nói thân thế của ta trước cả. Trừ phi là lão tứ cố tình hỏi tới, nhưng thời gian ngắn như vậy, có lẽ hắn cũng không kịp hỏi han gì đâu. Xem ra ta đã quá lo nghĩ rồi. Nghĩ tới đây, Kiến Ninh cảm thấy thoáng an tâm. Nàng do dự một lát, liền kêu lên, Hoàng đế ca ca. Khang Hy nghe tiếng liền quay đầu lại, sau đó thở dài thườn thượt. Kiến Ninh hỏi, Hoàng đế ca ca, người sao vậy? Khang Hy lúc này mới lên tiếng, Kiến Ninh, vì sao ngươi lại ở chỗ Thái hậu? Kiến Ninh đáp, Ta nghe nói mẫu hậu gặp thích khách, cho nên sốt ruột muốn chạy tới xem. Khang Hy lại hỏi, ngươi không mang theo cung nữ thái giám một mình chạy tới ư? Kiến Ninh ấp úng, Hoàng đế ca ca, lúc ấy ta rất sốt ruột cho nên mới không mang theo đám người đó. Khang Hy quát, hồ đồ. Kiến Ninh thấy hắn hung hãn như vậy thì sợ không dám nói gì nữa, tủi thân lui về phía sau một bước. Khang Hy nhăn mày nhìn Kiến Ninh. Kiến Ninh kêu thầm không tốt, chết rồi, hắn nghiêm túc như vậy, giống như sắp sửa nhảy vào ăn thịt ta đến nơi rồi ấy. Bây giờ chạy trốn còn kịp hay không ta? Trong cung cũng không phải ai cũng biết mặt ta. À, khoan đã, lại nghĩ lung tung rồi. Ở trong Càn Thanh Cung rồi còn chạy được sao? Hay là không bằng dùng chỉ thủ khống chế Khang Hy, ép hắn thả ta đi. Bên này Kiến Ninh đang không ngừng toan tính đường lui, mà bên kia Khang Hy lại thở dài lần nữa, tiến lên từng bước ôn hòa nói, sao vậy, dọa ngươi rồi sao? Kiến Ninh lén nhìn Khang Hy, nghĩ thầm trong bụng, ngươi nói xem, ngươi là hoàng đế thật, ta lại là công chúa giả,
Trông người hung thần ác sát như vậy, liệu ta có bị dọa không hả? Khang Hy thấy nàng khiếp hãi nhìn mình, nhịn không được liền bật cười nói, quả nhiên phải dọa ngươi một chút, ngươi mới đứng đắn được. Kiến Ninh thấy hắn bỗng nhiên cười rộ lên, liền nháy mắt mấy cái, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhìn rất nhanh, Khang Hy thu lại nét cười nói, ngươi có biết ngươi rất tùy tiện hay không? Trên đường đi nghe nói ngươi chạy tới Tử Ninh Cung, chậm còn không tin. Ngươi cũng biết, chậm rất sợ ngươi gặp chuyện không may mà. Kiến Ninh từ nãy tới giờ đều tưởng Khang Hy tức giận vì phát hiện ra thân phận thật của Thái Hậu. Đến lúc này mới hiểu ra, hắn giận là bởi vì lo lắng cho an nguy của nàng. Vì thế lắp bắp kêu lên, Hoàng đế ca ca. Khang Hy nhìn Kiến Ninh chậm rãi nói, Thái Hậu ở Tử Ninh Cung, tốt xấu gì cũng có rất nhiều người thị vệ bảo vệ an toàn. Còn ngươi thì sao? Nửa đêm một mình chạy loạn trong cung, ngộ nhỡ gặp phải thích khách thì làm sao đây? Chấm không phải đã căn dặn ngươi rồi hay sao? Tại sao ngươi không bao giờ nghe lời chấm hả? Chấm lo lắng, hãi hùng, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể giáo huấn ngươi một trận. Vừa mới rồi Thái Hậu cũng nói chấm phải giáo huấn cho tốt ngươi. Nói đi, ngươi muốn chấm phạt như thế nào mới tốt đây? Kiến Ninh thấy nguy cơ không tồn tại, liền bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng vô địch thiên hạ của mình ra. Rụt rè tiến lại gần, kéo kéo ống tay áo của Khang Hy, nũng nịu nói, Hoàng đế ca ca, là vì tình huống quá mức nguy cấp mà, về sau ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Người đừng giận nữa nha, người phạt ta thế nào cũng được, Kiến Ninh nguyện ý chịu phạt mà. Kiến Ninh viết sai rồi, nếu không người trực tiếp đánh ta cũng được. Khang Hy nghe nàng nói như thế, liền trừng mắt nhìn nàng một cái. Người nghĩ chậm sẽ không nỡ đánh người sao? Kiến Ninh nói, người đánh đi, muốn đánh bao nhiêu cũng được, Kiến Ninh tuyệt đối không kêu đau. Khang Hy nhìn bộ dạng vô lại của nàng, tức giận trong lòng tiêu tan phân nửa, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ nghiêm khắc. Được, nếu đã như vậy thì chậm cũng không khách khí nữa, chia tay ra. Kiến Ninh không ngờ hắn thật sự lại đánh nàng, trong khoảnh khắc ngạc nhiên há hốc miệng. Khang Hy thấy nàng ngây ngốc như vậy, trong bụng cười thầm nói, như thế nào, biết sợ chưa? Kiến Ninh nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng, ngoan ngoãn vươn tay ra. Chỉ cần hoàng đế ca ca nguôi giận, người muốn làm gì ta cũng bằng lòng, đánh đi đánh đi. Nàng vừa nói vừa nhắm mắt, xoay đầu đi chỗ khác. Khang Hy nói, tốt, một khi đã như vậy, chậm đánh thật đây. Hắn đi về phía án thư, lấy một cái thước thật dài ra, gõ gõ hai cái trong lòng bàn tay mình, không được rụt tay lại. Kiến Ninh càng nhắm chặt mắt hơn, ương ngạnh nói, đến đây đi. Vì hoàng đế ca ca, có đánh chết ta cũng được. Khang Hy thấy nàng rõ ràng sợ hãi mà còn cố mạnh miệng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kiến Ninh nói, chậm bắt đầu được chưa? Lông mi của Kiến Ninh nhẹ nhẹ run lên, nhưng nàng vẫn ngoan cường nói, đánh đi. Thật ra nếu kiểu gì cũng bị đánh thì thà cứ dứt khoát một thước hạ xuống cho xong, đau cũng chỉ đau một lần. Còn hơn là cứ bị Khang Hy dọa trên dọa dưới khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Khang Hy thấy Kiến Ninh càng sợ thì ý cười trên khuôn mặt càng đồng đậm. Mà Tứ Gia đứng bên cạnh nhìn Khang Hy, lại nhìn Kiến Ninh, cảm thấy trong lòng một cỗ cảm giác cổ quái dâng lên. Cảm giác này cũng không quá dễ chịu, nhưng cũng không khó chịu, chỉ là khiến con người không thoải mái mà thôi. Không ngoài dự liệu của Tứ Gia, hai huynh muội kia chẳng qua chỉ là làm trò mà thôi. Khang Hy cứ liên tục nói, chậm đánh, thật sự đánh đây. Nhưng cái thước trên tay mãi vẫn không đập xuống. Đến tận khi Kiến Ninh hơi hé mắt ra, hắn mới nhẹ nhàng gõ một cái. Kiến Ninh sợ tới mức òa lên một tiếng, khiến Khang Hy giật mình rồi cười to. Chậm còn tưởng ngươi sẽ không lên tiếng, không ngờ một chút như vậy cũng không chịu nổi. Như thế này cũng tính là đánh sao? Kiến Ninh nói, tuy rằng người đánh không đau, nhưng rõ ràng người cố ý dọa ta. Vốn dĩ ta chỉ sợ một phần, đến cuối cùng biến thành 10 phần. Là hoàng đế ca ca không tốt, rõ ràng đã muốn tha mà còn giả vờ. Khang Hy thấy nàng đắc ý liền cười. Người cứ nhớ lấy, lần này chẳng qua ta chỉ hù dọa ngươi một chút thôi. Nếu còn có lần sau, ta sẽ không nể mặt ngươi đâu. Kiến Ninh ôm lấy Khang Hy nhỏ giọng nói. Kiến Ninh biết sư phụ hoàng đế ca ca sẽ không thật sự đánh ta mà. Khang Hy nhìn thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người trêu đùa một lát, Khang Hy liền kêu lên. Tiểu quế tử, ngươi lại đây. Kiến Ninh thấy vậy lập tức dựng lên sự phòng bị, cảnh giác nhìn Tứ Gia. Tứ Gia bước về phía trước, cúi đầu hành lễ với Khang Hy hỏi. Hoàng thượng muốn sai bảo nô tài chuyện gì? Khang Hy nói, mới vừa rồi nguy cấp, chậm chưa kịp hỏi kỹ. Ngươi nói có một cung nữ xông vào chỗ ngươi, bộ dạng nàng ta ra sao, có điểm gì đáng khả nghi không?
Kiến Ninh nghe Khang Hy hỏi vậy thì cả người nàng căng cứng, liếc mắt nhìn Tứ Gia, chỉ cảm thấy Tứ Gia vẫn kính cẩn cúi đầu như cũ nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, cung nữ kia rất xấu, vừa nhìn đã biết là giả mạo, võ công người này rất cao, mấy thị vệ liên thủ mới giết chết được nàng ta. Vốn dĩ chúng nô tài định bắt sống nhưng nàng ta thật sự quá mức lợi hại, liên tục làm bị thương mấy thị vệ, sợ rằng để nàng chạy thoát sẽ gây bất lợi cho thái hậu và hoàng thượng, vì vậy nô tài đã quyết định giết chết nàng ta." Khang Hy gật đầu, đôi mày khẽ trao lại, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. "Giết rất tốt, thích khách ngày càng to gan, một nhóm lại một nhóm. Tiểu Quế Tử, ngươi đã hỏi Đa Long xem võ công của thích khách này là loại võ công gì hay chưa?" Tứ Gia chần chừ một lát nói: "Nô tài đã hỏi, chỉ là Đa Long cũng không biết." Khang Hy liền cao giọng nói: "Người đâu, truyền Đa Long tới gặp trẫm." Hắn nói xong lập tức có thái giám chạy ra ngoài. Sau đó Khang Hy nhìn Kiến Ninh, do dự một lát rồi nói: "Người chờ một chút, lát nữa trẫm sẽ đích thân đưa người về cung." Kiến Ninh còn đang tìm cách để có thể ở lại nghe manh mối, nghe được Khang Hy mở lời như vậy thì vui mừng không thôi, liền gật lịa như gà mổ thóc: "Thật tốt quá, hoàng đế ca ca." Khang Hy thấy nàng vui vẻ, liền giơ tay xoa đầu nàng nói: "Vừa rồi trẫm quá tức giận cho nên không để ý người ăn mặc phong phanh, nếu như lạnh thì vào trong tẩm cung của trẫm đi, để trẫm sai người mang quần áo tới." Kiến Ninh cũng cảm thấy mình ăn mặc thế này chạy long nhong bên ngoài thực là làm mất thể diện hoàng gia, vì vậy vội vàng đi vào trong, lấy một bộ y phục bình thường của hoàng thượng ra khoác vào, mái tóc dài cũng búi cao lên. Đến tận khi trong gương hiện ra bóng dáng của một thiếu niên anh tú thì nàng mới bước ra. Lúc Kiến Ninh vừa ra sau màn thì Đa Long đã có mặt. Hắn cúi đầu trước mặt Khang Hy nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài đã hỏi tất cả những thị vệ giao đấu với thích khách, chỉ là võ công của thích khách thật sự rất kỳ quái, nô tài đến giờ vẫn chưa biết nó thuộc về môn phái nào." Khang Hy một chút cũng không tỏ ra ngạc nhiên, cười lại nói: "Cũng không có gì là lạ, lần trước để ngươi nhìn ra, cho nên lần này chúng tất nhiên phải cố ý giấu giếm rồi. Đa Long, ngươi cũng coi như là kẻ hiểu rộng biết nhiều, vậy mà lần này cũng không xác định nổi thân phận của thích khách, có thể thấy thích khách đã chuẩn bị rất kỹ. Thế này đi, trẫm muốn ngươi điều tra thật kỹ, nhất định phải cho trẫm một câu trả lời thuyết phục." Đa Long vội vàng tạ ơn. Khang Hy lại nói: "Mặt khác, gần đây trong cung không an toàn, ngươi cần điều động thêm người gia tăng tuần tra, đặc biệt lưu ý Từ Ninh cung và Khôn Ninh cung cho trẫm, không được để chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Đa Long vâng dạ đáp. Sau đó Khang Hy cho hắn lùi xuống. Đa Long vừa lùi ra, Kiến Ninh lại vén mành lên thì chợt nghe Khang Hy nói với tướng gia: "Tiểu Quế Tử, trẫm có một chuyện quan trọng cần ngươi đi làm." Kiến Ninh giật nảy mình, lập tức ngừng bước chân lắng nghe tứ gia hỏi: "Không biết hoàng thượng có chuyện gì?" Khang Hy nặng nề nói: "Gần đây Tây Tạng Mông Cổ không thái bình, trẫm nghe nói Lạt Ma Tây Tạng đã nhiều lần xâm phạm biên ải, giờ đã vào đến chỗ núi Ngũ Đài. Trẫm lo lắng bọn chúng có ý đồ xấu, cho nên trẫm muốn ngươi thay trẫm ra ngoài dò la tin tức."